Khi bế tắc, hãy nghe 13 câu chuyện trí tuệ này sẽ thấy trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Triết lý sống. Trong cuộc đời, ai cũng sẽ gặp những lúc cảm thấy bế tắc, hoang mang, như đang lạc lối giữa dòng đời. Thế nhưng, như triết gia Trung Quốc Lão Tử từng nói, người có chí lớn thường như nước, mềm mại nhưng mạnh mẽ, luôn biết cách tìm ra lối đi riêng. Đôi khi, chỉ cần một câu chuyện đơn giản cũng có thể gợi mở trí tuệ, soi sáng tâm hồn và tiếp thêm động lực để ta tiến bước. Hãy cùng lắng nghe 13 câu chuyện đầy ý nghĩa trong video này, để thấy rằng trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa một cơ hội, và rằng mỗi người đều có giá trị riêng của mình trong cuộc đời này. 1. Xa cơ lỡ vận, đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Đời người như con đường, có lúc bằng phẳng, có lúc gập ghềnh. Khi thành công thì đắc ý, tự tin, lúc thất bại thì tự ti, chán nản. Nhưng kẻ có chí, khi hưởng vinh hoa vẫn thận trọng nhún mình, lúc gặp tai họa vẫn ung dung bình thản. Người xưa dạy, xa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Ví như Tây Lư đi du thuyết các vua nước chư hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền. Người thuyền trải vớt ông lên, ôm bụng cười bảo, ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, tài gì mà đòi đi nói các chư hầu. Tây Lư đáp, hòn ngọc bích đem dệt cửi không tiện bằng hòn ngói, hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất. Ngựa kỳ ngựa ký ngày chạy nghìn dặm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo. Thanh gươm quý đem mà khâu dày thì không tiện bằng cái kim. Chú có tài lội nước, qua sông vượt gió, nhưng nếu này cho tiếp một ông vua chư hầu thì chắc mở mịt, khác nào như quả vào chuồng lợn. Mỗi người một tài, tuy nhất thời lâm vào hoạn nạn vì sở đoản, nhưng lại sẽ có ngày vinh quang bởi sở trường. Há cớ phải thất vọng, bi quan, mãi đắm chìm trong thất bại nhược điểm của bản thân. Cũng như chăm chăm vào viết xước trên viên ngọc mà quên mất rằng ta vốn là ngọc quý. Câu chuyện tiếp theo, con ốc sên và con ếch. Con ốc sên ghen tị với con ếch vì ếch có bốn chân, nhảy nhót tự do, còn sên cõng trên thân chiếc vỏ nặng trịch. Bỗng một con chim ưng từ trên cao lao xuống, ốc sên vội vàng cuộn vào trong vỏ, mà con ếch đã bị chim ưng kia ăn mất. Ốc sên lúc đó mới hiểu ra, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Ông Lý Bạch xưa. Ông Lý Bạch xưa chỉ có bầu rượu và ánh trăng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo khốn. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận, hoàn phục lai. Tạm dịch, trời sinh thân ta hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến. Trời có khi nắng, khi mưa, trăng có khi tròn, khi khuyết, sông có khúc, người có lúc. Ấy là lẽ tự nhiên, giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời. Một người nhìn thấu nguyên nhân của được mất và hiểu ra rằng chỉ có một trái tim thuần tịnh, vị tha, dũng cảm mới là bảo vật quý giá nhất của đời người. Câu chuyện về Tây Lư, ốc sên và Lý Bạch nhắc nhở chúng ta về giá trị của chính mình. Mỗi người có sở trường và sở đoản, gặp khó khăn không nên bi quan mà cần tự tin vào điểm mạnh của bản thân. Cũng như viên ngọc quý không vì vết xước mà mất giá trị, ta không nên chỉ chăm chăm vào thất bại mà quên đi khả năng vốn có. Cuộc sống giống như dòng sông có khúc quanh, trăng có khi tròn khi khuyết, lúc thịnh lúc suy, cần giữ tâm bình thản. Chỉ khi biết yêu thương, kiên trì và nhìn xa, ta mới có thể đạt đến sự bình yên và giá trị thực sự trong đời. 2. Nghèo không có gì phải hổ thẹn, điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô trí. Hàn Tín, đại danh tướng của nhà Hán, trước khi thành danh từng lang thang ở đầu đường xó chợ. Ông cũng từng muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời nhàm chán vô vị của mình. Một bà lão giặt vải ở bờ sông, vì thương xót ông, mỗi ngày đều để dư ra một bát cơm mang đến cho Hàn Tín ăn. Cứ liên tục như vậy mấy chục ngày liền. Hàn Tín ăn no xong, dõng dạc, hùng hôn trở lại nói với bà lão rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân đức của bà. Bà lão vừa nghe xong, đột nhiên giận dữ nói, ta vì thương hại mới mang cơm cho ngươi ăn. Đàn ông không tự nuôi nổi mình mà lại nói đến báo đáp người khác ư. Những lời này đại ý là, nam tử hắn đến tự lập còn không thể, mà lại còn vọng tưởng đến báo đáp người khác. Đúng là quá nực cười. Lời nói của bà lão có thể nói là rất cứng rắn, tuyệt tình. Một bà lão nghèo khổ, ốm yếu lại có thể nói ra những lời giáo huấn như vậy đối với một nam tử hán như Hàn Tín, quả thực là nhục nhã vô cùng. Tuy nhiên,
Cũng nhờ cây gậy cảnh tỉnh này mà Hàn Tín được lôi ra khỏi sự hoang mang, tuyệt vọng, khiến ông bắt đầu có ý nguyện mãnh liệt muốn thay đổi cuộc đời. Nhà tư tưởng Lữ Khôn thời nhà Minh từng nói, nghèo không có gì phải hổ thẹn, điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô chí. Nếu là một người thiếu ý chí thì chỉ là khoe khoang, khoác lác không có thực lực. Thật sự, đến mình cũng không tự lo nổi, sao có thể nói đến chuyện có thể làm gì cho người khác. Hàn Tín nhờ thái độ của bà lão mà vực dậy được tinh thần, nỗ lực phấn đấu gian nan, khổ cực. Kết quả, ông đã trở thành đại tướng quân nhà Hán với công danh hiển hách và cuối cùng đã báo đáp được ân đức của bà lão. Có thể thấy rằng, ông thật may mắn. Nếu bà lão chỉ ôn nhu, hiền thục, nói với Hàn Tín những câu nhẹ nhàng như ngươi cần phải làm việc, ngươi cần phải cố gắng, thì chưa chắc Hàn Tín đã có thể tìm được mục tiêu của cuộc đời và bắt tay vào thực hiện nó nhanh đến vậy. Bị người khác châm biếm là chuyện vô cùng mất mặt nhưng không thể nào né tránh. Vì vậy, cách tốt nhất chính là tiêu hóa nó một cách hiệu quả, biến nó trở thành một nguồn kích thích giúp bạn khai phá cục diện, xoay chuyển tình thế để bắt đầu cuộc hành trình mới. Hai cách đối đáp của Tô Đông Pha khi được mời trà. Tô Thức, hiệu Đông Pha cư sĩ, nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ngày thường, ông thích cải trang, dạo chơi khắp danh sơn cổ tháp, lui tới đàm đạo cùng các vị tăng nhân. Năm Hy Ninh thứ tư, 1071, Tô Thức giữ chức Hàng Châu Thông Phán, làm quan ở đây 3 năm. Một ngày nọ, ông đến một ngôi chùa ở Hàng Châu du ngoạn. Đến lúc vừa mệt lại vừa khát, ông bèn đi vào trong chùa nghỉ tạm. Phương trượng trong chùa thấy ông ăn vận quần áo giản dị bình thường, liền nghĩ đây chỉ là khách hành hương tầm thường, nên tỏ ý xem thường, không coi trọng. Vị phương trượng chỉ thản nhiên nói, ngồi lại, rồi xoay người nói với tiểu hòa thượng, trà. Tiểu hòa thượng vì thế bưng lên một chén trà cũ đã nguội. Sau khi hàn huyên vài câu chuyện, phương trượng cảm giác vị khách này ăn nói lưu loát, quả là không tầm thường, hơn nữa phong thái phi phàm. Liền mời khách vào trong phòng đàm đạo. Sau khi vào phòng, phương trượng khách khí nói, mời ngồi, lại bảo tiểu hòa thượng kính trà. Sau một hồi trò chuyện, phương trượng biết được vị khách này chính là đại thi nhân tiếng tăm lừng lẫy Tô Đông Pha, vội vàng thở dài, cung kính dẫn ông vào phòng khách, không ngớt lời nói, kính mời ngồi, rồi lại gọi tiểu hòa thượng kính trà thơm. Sau đó, Tô Đông Pha bèn cáo từ. Phương trượng nhanh nhảu nói, Tô học sĩ hạ cố đến chơi, mời ngài để lên mấy chữ làm lưu niệm. Tô Đông Pha suy nghĩ một chút, mỉm cười, múa bút viết lên một câu đối. Vế trên là tọa, thỉnh tọa, thì thượng tọa, nghĩa là ngồi, mời ngồi, kính mời ngồi. Vế dưới là trà, kính hương trà, nghĩa là trà, kính trà thơm. Vị phương trượng lúc đó mới thấy xấu hổ, đỏ bừng mặt, không nói được lời nào. Người thông minh đều biết rằng, chứng minh giá trị của một người tuyệt đối không nằm ở lời nói của vài người khác. Tô Thức có sự trải nghiệm và tu dưỡng. Khi bị người khác khinh thường, ông không nổi trận lôi đình, bộc phát cơn tức, mà ngược lại còn rất điềm tĩnh, tự nhiên đối đãi, không quan tâm đến thái độ của người khác. Còn vị phương trượng, mặc dù là một người tu luyện, nhưng chưa tu bỏ được cái tâm phân biệt sang hèn, cuối cùng đã lĩnh ngộ được tài hoa của Tô Thức, từ đó mà cảm thấy xấu hổ. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp không ít những tình huống tương tự như Tô Thức ở trên. Liệu khi đó bạn có giữ được phong thái điềm tĩnh như vậy? Nhiều khi, không phải người khác coi thường bạn, gây khó dễ cho bạn, mà là do bạn đã không làm tốt, khiến người ta không hài lòng. Vậy nên, thái độ của người khác chính là tấm gương phản chiếu chính bản thân bạn. Bởi vậy, chỉ có cố gắng nâng cao hình tượng và giá trị của bản thân mình thì mới dần dần khiến người khác tôn trọng. Tuy nhiên, hình tượng và giá trị ấy phải thông qua tu dưỡng mà thành. Khi đó, bạn mới thực sự có được phong thái điềm tĩnh, thanh cao như Tô Thức trong câu chuyện ở trên. Ngoài ra, có một điều kiện cần không thể thiếu, đó chính là sự tự tin. Nhà văn Tolstoy của Nga từng nói, tin tưởng bản thân bạn trước, sau đó người khác mới tin tưởng bạn. Bởi nếu như ngay đến chính bạn cũng coi thường bản thân mình, vậy bạn làm sao có được sự tôn trọng của người khác đây? Nếu bản thân bạn là một viên kim cương không may bị đánh rơi trên một bãi biển và bị người khác không chút đoái hoài, chỉ xem là hạt cát vô giá trị, vậy thì chỉ cần bạn không nản lòng mà kiên nhẫn chờ đợi từng đợt thủy triều lên xuống,
cuối cùng ánh sáng của bạn chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Vì vậy, nếu như bạn thực sự là kim cương trong khi bị vùi lấp, xin đừng than thở hay oán trách. Hãy kiên trì giữ lấy ước mơ lấp lánh, tin chắc rằng có một ngày nhất định bạn sẽ thành công. Câu chuyện về Hàn Tín và Tô Đông Pha cho thấy ý chí tự lập và lòng tự tin là điều kiện cần thiết để vượt qua khó khăn và đạt đến thành công. Lời nói cứng rắn của bà lão khiến Hàn Tín nhận ra tầm quan trọng của việc tự nỗ lực, tự lo cho bản thân trước khi có thể giúp người khác. Sự khiêm nhường của Tô Đông Pha trước thái độ coi thường từ Phương Trượng cũng cho thấy sức mạnh của phong thái điềm tĩnh, tự tin. Người có giá trị thực sự không cần phải chứng minh bản thân qua phản ứng nóng này mà nhờ vào nội lực và tu dưỡng. Chỉ khi bạn tin vào chính mình, người khác mới có thể tin tưởng và tôn trọng bạn. Giống như viên kim cương bị vùi trong cát, một người có tài năng và giá trị thật sự sẽ tỏa sáng khi kiên trì chờ đợi cơ hội. Hãy luôn bền bỉ, tin tưởng vào khả năng của mình và biết rằng ánh sáng của bạn sẽ không thể bị che lấp mãi mãi. 3. Cùng một nghịch cảnh, hai số phận khác nhau chỉ bởi hơn kém một chữ. Phật gia giảng rằng, mang tấm thân người này tức là chịu khổ. Ngoài nỗi khổ vì sinh, lão, bệnh, tử, lại còn có nỗi khổ chia ly, bất đắc chí, những hàm oan không biết tỏ cùng ai. Chìm trong biển khổ và tự hủy diệt chính mình hay có thể thăng hoa như hoa sen, vươn tấm thân trong trắng giữa bùn lầy, điều đó phụ thuộc vào cách con người lý giải và đối diện với kiếp nạn. Cùng một nghịch cảnh, hai số phận khác nhau chỉ bởi hơn kém một chữ này. Một nàng vũ nương, quê ở Nam Xương, là người có dung hạnh vẹn toàn, chồng là Trương Sinh, tính tình hay ghen. Vũ nương sắp đến kỳ sinh nở thì chồng bị gọi đi lính. Ở nhà, vũ nương sinh con và chăm nom mẹ chồng rất mực chu đáo. Vì nhớ thương con, mẹ chồng nàng ngày càng ốm nặng rồi mất. Nàng lo tang ma chu đáo như với cha mẹ để mình. Để đỡ nhớ chồng, nàng hay đùa với con bằng cách chỉ cái bóng của mình lên vách và nói với con rằng đó là cha đàn. Từ chiến trường trở về, Trương Sinh đau buồn ra thăm mộ mẹ, bế đàn theo ra đến đồng. Đứa trẻ quấy khóc và bảo Trương không phải là cha đàn. Cha đàn đêm nào cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả. Vì tính ghen tuông mù quáng, Trương Sinh đã đánh mắng vũ nương rồi đuổi nàng đi. Dù cho hàng xóm khuyên ngăn, nàng không thể thanh minh được, nên đã chẫm mình xuống dòng sông Hoàng Giang để lấy cái chết minh oan cho mình. Một buổi tối, đàn chỉ vào cái bóng trên tường và nói, đấy, cha đàn lại đến kia kìa. Trương Sinh ân hận vô cùng, nhưng vũ nương đã thành người thiên cổ. Hai nàng, Thị Kính, con gái nhà họ Mãng ở vùng Cao Ly, là người tài sắc, nết na lại hiếu thảo hết lòng. Nàng được gả cho chàng thiện sĩ, đẹp trai, ham học. Một đêm, thiện sĩ ngồi đọc sách, bỗng thấy mệt mỏi bèn ngả lưng thiếp ngủ. Thị Kính thương chồng học mệt nên lặng yên để chồng ngủ. Chợt thấy ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược, sẵn con dao cắt chỉ trong thúng đồ may. Nàng liền cầm lên định tỉa sợi râu cho chồng. Bỗng thiện sĩ choàng tỉnh, tưởng vợ có bụng hại mình liền la lên, không chịu nghe vợ giải thích. Ông bà Sùng chạy lại nghe con trai kể thì tin ngay, khăng khăng cho rằng Thị Kính mưu sát chồng. Họ lập tức cho mời ông bà họ Mãng sang trách mắng và trả lại con. Thị Kính đành cắn răng chịu oan rời nhà họ. Sau đó, Thị Kính cải trang thành nam nhi và trốn nhà đi tu ở chùa Vân Tự, nay là chùa Dâu thuộc Bắc Ninh. Nhà chùa đặt pháp danh là Tiểu Kính Tâm. Từ đó, Kính Tâm nương náu cửa thiền, lòng vui với đạo. Gần chùa Vân có ả Thị Mầu, con gái của một phú ông, vốn tính lẳng lơ, đa tình. Cô này lên chùa thấy Tiểu Kính Tâm liền đem lòng si mê. Thị Mầu nhiều lần trêu ghẹo nhưng Tiểu Kính Tâm trước sau không lay chuyển. Về sau, Thị Mầu cố ý có mang với người đầy tớ của cha mình là chàng nô, nhưng lại khai với làng rằng đó là con của Tiểu Kính Tâm. Kính Tâm không biết biện bạch ra sao để gỡ mối oan này, nên đành cam chịu bị đánh đập tàn nhẫn. Sư cụ dù thương xót Kính Tâm, nhưng cũng phải để Kính Tâm ra ở mái tam quan, không được ở trong chùa nữa. Đủ ngày đủ tháng, Thị Mầu sinh một đứa con trai. Phú ông bắt Thị Mầu đem đứa bé trả cho cha là Kính Tâm. Kính Tâm khi ấy đang tụng kinh, nghe tiếng trẻ khóc, nhìn ra thì thấy Thị Mầu đem con bỏ đó rồi đi. Động lòng từ bi, Kính Tâm ra ấm lấy đứa bé và chăm lo nuôi nấng hết lòng. Thế là từ đó, người ta thấy Kính Tâm bế đứa bé đi xin sữa ở đầu làng cuối xóm, chịu bao nhiêu tiếng cười chê.
Sau 3 năm, đứa bé đã khôn lớn. Phật thấy Kính Tâm đã thực sự vượt qua thử thách, liền chứng cho bà quả vị Bồ Tát. Trước khi rời thế, Kính Tâm viết một bức thư để lại. Khi xem thư và khâm liệm thi hài, người ta mới biết rằng Kính Tâm là phụ nữ, những oan khuất lâu nay của bà được sáng tỏ. Có thể nhẫn chịu thống khổ thì mới tới bờ hạnh phúc. Nỗi oan của nàng Vũ Nương và nỗi oan của Thị Kính có thể nói là một trời một vực. Vũ Nương không chịu nổi tiếng oan mà tự vẫn, còn Thị Kính nhẫn nhục sống tiếp, chịu hết nỗi oan này đến nỗi oan khác, trong khi không ngừng nuôi dưỡng ý chí và lòng từ bi. Đó là vì Thị Kính có chữ nhẫn mà người thường không có. Nhẫn không chỉ là thể hiện ở sự nhượng bộ, mà còn thể hiện ở chỗ khi bị lăng nhục, vẫn có thể chịu nhận mà không động tâm. Cấu tạo chữ nhẫn trong tiếng Trung Quốc đã biểu đạt được điều này. Bên trên của nhẫn là chữ đao và thêm một điểm để biểu thị sự sắc bén của vết đao. Bên dưới của nhẫn là chữ tâm. Dùng một đao sắc bén đâm vào trái tim thì đương nhiên là đau. Người bình thường bị như vậy phải đau đớn, quằn quại, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhưng chữ tâm ở bên dưới chữ nhẫn kia vẫn đứng vững, yên tĩnh, biểu hiện không động tâm. Đây chính là hình ảnh lột tả được nội hàm của chữ nhẫn. Thuở nhỏ, Hàn Tín chịu nhục chui háng, sau này thành đại tướng quân của Lưu Bang. Có thể nhẫn nhục không phải là nhu nhược, mà là khí phách. Có nhẫn mới làm nên việc lớn. Tử Hư Nguyên Quân nói, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, các loại tai họa bỗng chốc biến mất. Nhường nhịn, nhường nhịn, nhường nhịn, chủ nợ và kẻ thù từ đó không còn. Nhẫn chịu thống khổ tất có hậu phúc. Câu chuyện về nàng Vũ Nương và Thị Kính nhấn mạnh giá trị của chữ nhẫn trong cuộc sống. Vũ Nương vì không chịu nổi oan ức mà chọn cái chết, trong khi Thị Kính lại lặng lẽ chịu đựng, không ngừng nuôi dưỡng lòng từ bi, để rồi cuối cùng đạt quả vị Bồ Tát. Sự khác biệt ấy cho thấy rằng kiên nhẫn không chỉ là nhượng bộ mà còn là sức mạnh tinh thần giúp con người đứng vững trước khổ đau. Nhẫn nhục không phải là hèn nhát, mà là khí phách giúp ta vượt qua sóng gió và làm nên việc lớn. Từ đó, nhẫn trở thành chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn, hóa giải oán thù và tạo phúc đức cho cuộc đời. Chữ nhẫn chứa đựng sự kiên định của trái tim khi chịu đựng tổn thương, là sức mạnh dẫn dắt con người đi qua đau khổ để đạt được hạnh phúc, tự tại giữa đời sống đầy thử thách. 4. Con người bị quan niệm về sinh tử trói buộc. Trong Thiên Tự Văn có kể lại chuyện về Lão Tử và Khổng Tử vô cùng ý nghĩa. Tương truyền rằng Khổng Tử vô cùng kính trọng Lão Tử. Có một lần, ông đặc biệt tới thỉnh giáo Lão Tử. Ông rất cung kính nói với Lão Tử rằng, tiên sinh học vấn cao thâm, nay nhân lúc tiên sinh thư nhàn, xin giảng cho nghe về đạo. Lão Tử nói, người muốn hỏi về đạo ư? Tất chức bỏ đi mọi tạp niệm, thanh tĩnh tinh thần, long thành nhất nhất, gột rửa thân tâm. Sau đó, mới có thể nghe giảng huyền đạo. Có điều, hôm nay ta có thể nói sơ lược cho người nghe trước về con người. Con người sống giữa trời đất, thời gian vô cùng ngắn ngủi, tựa như tuấn mã vọt qua khe hở nhỏ hẹp, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Mọi việc trên thế gian luôn không ngừng biến hóa, sinh sinh tử tử. Quan hệ sinh tử vốn có biến hóa, vốn chẳng đủ để coi là lạ. Nhưng đối với tử, con người đều cảm thấy bi thương, đó là vì con người bị quan niệm sinh tử trói buộc. Nếu coi cái chết chỉ là chôn vùi xương cốt xuống đất, tinh thần rời đi bay vào thiên đường, trở thành vật vô hình, thì cũng chẳng có gì để mà bi ai nữa. Đạo ấy mà không thể hỏi nhiều, then chốt vẫn là lĩnh ngộ được chỗ ảo diệu của đạo. Thực sự thông hiểu, thì sẽ cảm nhận được sâu sắc sự vi diệu uyên thâm trong đó. Cổ nhân thường dạy, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nghĩa là sinh tử hay vận mệnh của một người là do ông trời sắp đặt. Có được điều gì chính là vì đường đời của ta, có không được là bởi vận mệnh ta không có mà thôi. Bài học từ câu chuyện về Lão Tử và Khổng Tử cho thấy sự quan trọng của việc lĩnh hội đạo lý về sinh tử. Cuộc sống ngắn ngủi và không ngừng biến đổi khiến con người thường lo lắng về cái chết. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu rằng cái chết chỉ là sự chuyển đổi từ hữu hình sang vô hình, thì sẽ không còn bi ai. Cổ nhân dạy rằng vận mệnh và phú quý do ông trời sắp đặt. Vì vậy, điều quan trọng là sống hết mình trong hiện tại và chấp nhận số phận, không bị ràng buộc bởi những quan niệm tiêu cực về sinh tử. 5. Đừng so sánh thiệt hơn với người khác, học cách yêu đời là đủ rồi. Chúng ta đang sống theo sự kỳ vọng của người khác hay sống thật với chính lòng mình? Trong Thái Can Đàm có câu nổi tiếng rằng,
người tham đắc tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Những người không biết thỏa mãn, không biết đủ, thì dẫu hạnh phúc bao quanh họ cũng chẳng thể cảm thụ được sự tươi đẹp của cuộc sống. Thời Minh có một người tên là Hồ Cửu, xuất thân bần hàn, vất vả làm lụng cũng chỉ đủ ăn hàng ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, ông đều ra ngoài cổng thắp hương khấu bái cảm tạ ông trời đã ban cho ông một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Vợ ông lấy làm lạ hỏi thì ông cười mà rằng, sống trong thời thái bình thịnh trị, không có họa binh đao, cả nhà đều có cơm ăn, có áo mặc, cũng không đến nỗi bị chết cóng. Trong nhà không có người ốm đau, tù tội, sao không thể được coi là cuộc sống an nhàn, hạnh phúc đây. Đừng so sánh bản thân với người khác hay chỉ nghĩ đến việc người khác có thứ gì. Hãy hài lòng với những gì mình có, nhà đủ ở là được, tiền đủ tiêu là được, còn cái hiếu thuận là được, cha mẹ còn mạnh khỏe là được. Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự góp nhặt của những điều hạnh phúc nhỏ bé mà thôi. Sống trọn vẹn với hiện tại, tức là bạn đang sống một cách toàn vẹn nhất. Nhiều khi, thứ người khác có nhưng bạn lại không có, thứ bạn có người khác chưa chắc đã có. Thứ người khác có dù tốt hơn, chưa chắc đã phù hợp với bạn. Những thứ thuộc về bạn thì sớm muộn gì cũng thuộc về bạn. Những thứ không phải của bạn thì dẫu cưỡng cầu cũng chẳng thể đạt được. Dường như chẳng khi nào chúng ta cảm thấy hài lòng về những gì mình có, mà luôn ao ước những thứ của người khác. Có khi nào bạn giật mình nhận ra mình đang so sánh bản thân với người khác? Giá mà mình xinh đẹp như cô ấy thì chắc hẳn mình sẽ kiếm được một tấm chồng như ý. Giá mà mình cao ráo và xinh xắn như cô ấy, chắc chắn sếp sẽ trọng dụng mình hơn. Giá mà vợ mình cũng xinh đẹp như người ta thì đi đâu cũng được mở mày mở mặt với thiên hạ. Giá mà mình có thật nhiều tiền để đi du lịch khắp nơi như những người kia. Giá mà mình cũng hát hay, đàn ngọt như nghệ sĩ ấy. Nhưng rồi, chúng ta lại mệt mỏi, thở dài ngao ngán khi trở về với hiện thực và bản thân mình. Hiện thực vẫn là hiện thực, mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Cuộc sống dường như chỉ thiện đãi người khác mà quên mất bản thân mình. Trong Thái Căn Đàm nói rằng, nếu sự việc chẳng thuận lòng, hãy nghĩ tới những người không bằng mình thì oán trách tự tiêu tan. Nếu tâm biếng nhác nổi lên, hãy nghĩ tới những người hơn mình thì tinh thần sẽ phấn chấn. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, không ai có thể sống giống như người khác như đúc ra cùng một khuôn. Mỗi người đều có điểm ưu việt của riêng mình. Cuộc sống không cần so sánh, sống hết mình mới là điều quan trọng hơn tất cả. Đừng so sánh mình với người khác. Những gian nan phía sau cuộc đời của họ chắc gì bạn đã có thể chịu được. Cuộc sống như một bức tranh, trong đó mỗi người là một mảnh ghép không thể thay thế. Chu Đức Dung có một bức tranh biếm họa nói về đạo lý này vô cùng sinh động. Một cô gái cảm thấy cuộc sống của mình quá bất hạnh, bèn quyết định nhảy lầu tự tử. Khi cô rơi từ trên tầng cao xuống, cô phát hiện thấy cặp vợ chồng nổi tiếng là tình cảm mặn nồng đang ông chẳng bà chuộc, hậm hực với nhau ở tầng 9. Một người đàn ông luôn tỏ ra rất kiên cường lại đang âm thầm khóc nức nở ở tầng 8. Một cô gái tràn trề sức xuân đang uống những viên thuốc chống trầm cảm. Trước khi nhảy lầu, cô luôn cho rằng mình là người bất hạnh nhất, nhưng đến khi nhảy xuống, cô mới biết rằng ai cũng có khó khăn và những góc khuất của riêng mình. Hạnh phúc mà người khác phô bày không phải là toàn bộ cuộc sống của họ. Trên trời có mây trắng, nắng vàng, có chim chuyền cành, có sao lấp lánh. Dưới đất có non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở. Dưới đại dương mênh mông có muôn loài sặc sỡ sắc màu, có thuyền bè tấp nập. Chim hạnh phúc với đôi cánh vút lên trời xanh. Cá tung tăng bơi lội ngâm mình trong làn nước mát, muôn loài thỏa thích chạy nhảy nơi rừng sâu nước thẳm. Ngay cả con người cũng muôn màu muôn vẻ, mang trên mình màu da, màu mắt và những tập tục, quan niệm khác nhau. Nếu thiếu đi bất kỳ phần nào, cuộc sống chẳng phải sẽ rất tẻ nhạt hay sao? Nếu cuộc sống chỉ có một màu, liệu bạn có thể thấy ánh cầu vồng tuyệt đẹp sau cơn mưa? Nếu khắp nơi đều là những đóa hồng xinh đẹp, chẳng phải cuộc sống chỉ có một màu đơn điệu? Đường đến thành công có trăm nẻo, dài hay ngắn không quan trọng bằng trải nghiệm của chính bản thân bạn. Cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ. Không ngẫu nhiên con người sinh ra đã mang theo dáng vẻ khác nhau, tính cách khác nhau và duyên phận cũng khác nhau. Hạnh phúc không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là bạn được là chính mình và hạnh phúc với bản sắc riêng có của mình. Chúng ta sẽ hiểu rằng, con người khi sinh ra hai bàn tay trắng, đến khi khép chặt đôi mi yên giấc ngàn thu vẫn chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi. Sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng, vinh hoa rồi cũng chỉ tan theo khói mây mà thôi. Nào ai có thể thoát khỏi quy luật sinh,
lão, bệnh, tử của tạo hóa. Nên đời này, chúng ta may mắn có mặt trên đời, hãy sống chân thành với bản thân mình, cớ chi cứ phải ép mình theo những tiêu chuẩn hạnh phúc của người khác. Muốn vậy, hãy tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính. Tín ngưỡng ấy sẽ nâng tâm hồn bạn lên một tầm cao mới, khiến bạn hiểu rằng mình là độc nhất vô nhị trên đời và người khác cũng vậy. Nhưng chúng ta lại là những mảnh ghép của nhau, cùng tạo nên một bức tranh hoàn thiện giữa nhân gian. Vậy nên chúng ta sẽ có thể ngừng so sánh với người khác và vẫn cần giữ được bản sắc thuần khiết, độc đáo mà tạo hóa đã trao tặng cho mỗi người chúng ta. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của việc sống trọn vẹn với chính mình và trân trọng những gì mình đang có. Trong cuộc sống, nhiều người bị cuốn vào việc so sánh bản thân với người khác, để rồi cảm thấy bất mãn với thực tại, đánh mất niềm vui và sự an yên. Tuy nhiên, như lời dạy trong Thái Căn Đàm, hạnh phúc đến từ việc biết đủ và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Mỗi người là một mảnh ghép độc đáo trong bức tranh lớn của cuộc đời. Hạnh phúc không phải là đạt được những gì người khác có, mà là hài lòng với bản sắc riêng, không chạy theo những tiêu chuẩn hạnh phúc của người khác. Nhìn ra xung quanh, ai cũng có nỗi khổ riêng, và hạnh phúc phơi bày thường chỉ là một phần của sự thật. Thay vì sống theo kỳ vọng của người khác, hãy tìm thấy giá trị chân thật và niềm vui trong sự độc nhất của bản thân. 6. Thông minh là do trời phú nhưng thiện lương lại là sự lựa chọn. Thiện lương chính là nền tảng phẩm chất cao quý nhất của con người, là kim chỉ nam hướng dẫn mỗi bước chân chúng ta trong hành trình cuộc sống và cũng là nguồn tài sản vô giá mà không tiền bạc nào sánh được. Thiện lương không chỉ đơn thuần là hành động giúp đỡ người khác, mà còn là một triết lý sống sâu sắc. Khi ta sống vì người khác, ta cũng đồng thời đang sống vì chính mình. Khi bạn trao đi tình thương và sự tử tế, bạn sẽ nhận lại những tình cảm chân thành, nhân ái từ những người xung quanh, tạo dựng nên một vòng tay nhân ái bao bọc lấy mình. Là một người thiện lương thực sự không dễ dàng như việc trở nên thông minh, khôn lỏi. Thông minh có thể là thiên bẩm, nhưng lương thiện là một sự lựa chọn. Thiện lương đòi hỏi ta phải kiên nhẫn, phải chấp nhận hy sinh, đôi khi phải vượt qua cả nỗi đau. Nhưng trên hết, đó là hành động xuất phát từ tâm hồn thanh sạch. Chính vì thế, mỗi người đều phải lựa chọn cho mình một con đường, và lương thiện chính là lối đi cần sự bền bỉ, kiên định và trái tim biết cảm thông, biết hy sinh. Trong đời, có lúc bạn trao đi lòng thiện lương mà không nhận lại sự báo đáp ngay tức thì. Đôi khi bạn sẽ phải chịu đựng những khó khăn, bất công hay cả sự hiểu lầm từ người khác. Nhưng cũng giống như quy luật nhân quả, mỗi việc tốt bạn làm sẽ như hạt giống được gieo xuống, âm thầm lớn lên và nảy nở theo thời gian. Rồi vào một thời điểm khi duyên lành hội đủ, trời xanh sẽ tự có an bài, bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp một cách bất ngờ. Những người sống thiện lương có thể không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định sẽ được đền đáp bằng sự bình yên và niềm vui thầm lặng mà cuộc đời dành tặng cho họ. Thực sự, thiện lương là lựa chọn lớn nhất của đời người. Đó là sự trưởng thành của tâm hồn, là bước đi mà mỗi chúng ta chọn khi quyết định sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy tin tưởng rằng, dù cuộc sống có khó khăn hay thử thách đến đâu, mỗi hành động thiện lương bạn thực hiện sẽ không bao giờ là vô ích. Trời xanh luôn nhìn thấy tấm lòng của bạn, và chính tấm lòng ấy sẽ là hành trang quý báu, nâng đỡ bạn trong cuộc hành trình nhân sinh, giúp bạn sống một đời an yên, hạnh phúc trọn vẹn. 7. Đức Phật giữa đời thường. Đức Phật là một con người. Nhờ công phu tu tập, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ ngay giữa cuộc đời này. Chính công hạnh trí tuệ của Ngài đã hướng Ngài đến với mọi người. Mọi người đến với Ngài như là một lẽ thường tình. Từ bản tánh thường giác hằng thanh tịnh, chính Ngài thường tuyên bố rằng trước Ngài đã có những vị Phật. Ngay hiện tại đời này Ngài là vị Phật đã thành, và tương lai sau Ngài còn có những vị Phật sẽ thành. Thế nên, bạn phải thiết lập niềm tin rằng xung quanh chúng ta, Đức Phật luôn hiện hữu bên cạnh bản thân mình. Ngài là sự hiện thân của con người đã giác ngộ thành Phật. Chúng ta cũng là con người. Con người, nếu biết dụng tâm tu tập chuyển hóa tâm thức, nhất định sẽ trở thành người giác ngộ như Phật. Từ thuở nằm nôi, không một ai trong chúng ta lại không được nghe mẹ kể chuyện cổ tích thần kỳ. Khi tuổi còn thơ, đêm đêm trông thấy ông Bụt Hiền Từ hiện về trong giấc mơ thần tiên. Tuổi thơ trôi qua, lớn lên, chúng ta hội nhập với đời, ngỡ rằng ông Bụt trong chuyện cổ tích Tấm Cám, chuyện Thằng Bờm, chuyện cây che chăm đốt hôm nào biến mất. Nhưng không hẳn thế,
ông Bụt vẫn xuất hiện giữa đời thường trong các mối quan hệ thực tiễn của con người. Bạn vẫn gặp gỡ, tiếp cận những mẫu người hiền như Bụt, sáng suốt như Bụt, can đảm như Bụt, nói chung là đầy đủ từ bi trí dũng. Phật tánh trường tồn, chưa hết đi tới đâu, làm việc gì, dẫu khó hay không, bạn đều được người ta nhắc nhở cần phải có thiện tâm, Phật tâm. Phật tại tâm chỉ là một, chỉ cần có Đức Phật ở trong lòng, bạn cũng đủ sống an trú trong đời mà không bị dòng đời chi phối. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho chúng ta thấy bậc đạo sư luôn ở bên cạnh mỗi người. Một thời, Đức Phật trú qua đêm trong xưởng của một người thợ đồ gốm. Ở đây, có một tu sĩ trẻ đến trước ngài. Sau khi quan sát và thấy rằng chàng là một người thông minh, Đức Phật hỏi, này người anh em, nhân danh ai mà bạn từ bỏ gia đình? Ai là thầy của bạn? Bạn ái mộ giáo pháp của ai? Chàng thanh niên đáp, thưa bằng hữu, có Đức Cổ Đàm dòng Thích Ca đã xuất ly làm sa môn. Mọi người bảo ngài là một bậc giác ngộ, giải thoát trọn vẹn. Nhân danh ngài mà tôi trở thành sa môn. Ngài là bậc đạo sư của tôi. Đức Phật tiếp tục trò chuyện và giảng cho vị sa môn trẻ một bài pháp quan trọng về tính vô chất của cái gọi là tôi và của tôi, bằng cách phân tích các yếu tố của vũ trụ và của thân giả hợp ngũ uẩn của con người nhằm phá vỡ sự chấp thủ để đạt đến an lạc, niết bàn. Gần cuối bài pháp, sau khi lắng nghe nội dung âm vang, vị sa môn trẻ nhận ra rằng người đang nói pháp chính là Đức Phật. Bấy giờ, vị sa môn trẻ tuổi đứng lên đảnh lễ bậc đạo sư và xin tỏ lòng xin lỗi đã lỡ lời gọi ngài là bằng hữu. Cuối cùng, thầy sa môn trẻ xin Đức Phật quy y và gia nhập giáo đoàn của Đức Phật. Trầm tư về câu chuyện bà La Môn Đô Na với Đức Phật, bạn sẽ thẩm thấu Đức Phật rất gần gũi với chúng ta. Ngài chẳng phải là tiên, là càn thát bà, dạ xoa hay từ loài khác xa lạ với con người. Khi bà La Môn hỏi, bạch Thế Tôn, ngài sẽ là vị tiên, là càn thát bà, là dạ xoa hay là người? Với bốn câu hỏi này, Đức Phật lần lượt trả lời, ta sẽ không phải là tiên, ta sẽ không phải là càn thát bà, ta sẽ không phải là dạ xoa, ta sẽ không phải là người. Câu trả lời này cũng đủ minh chứng sự trác tuyệt của con người chứng ngộ, đủ giải thoát những bế tắc từ trong tâm tưởng hạn hẹp muôn thuở của con người. Bởi vì nếu ngài đáp rằng ta sẽ là chư thiên hay ta sẽ là loài người, tức là Đức Phật còn phải tái sinh, bị luân hồi đọa lạc. Vì thế, bà La Môn đã hỏi tiếp, vậy sở hành của ngài là gì? Và tôn giả sẽ là gì? Đức Phật tuyên bố một cách chân thành về mình như sau, này bà La Môn, đối với ai chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là chư thiên. Với các lậu hoặc đã đoạn tận được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây ta la, được làm cho không hiện hữu, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Tại đây, Đức Phật khẳng định rằng tùy theo tâm tướng của chúng sanh mà ngài hiện thân, nhưng điểm khác nhau giữa ngài và các loài chúng sanh là ngài đã đoạn tận các lậu hoặc. Đối với chư thiên chưa dứt trừ lậu hoặc, Đức Phật là chư thiên đã dứt trừ lậu hoặc. Đây chính là cơ sở niềm tin để chúng ta thân cận bậc đạo sư, để học pháp, hành pháp, giác ngộ như ngài. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là, sống trong thực tế đời thường, cần phải thực thi con đường tu tập như thế nào để đúng với chánh pháp. Có như thế, Đức Phật ở trong lòng mỗi người mới hóa hiện ngay giữa cuộc đời, trong mái nhà thân thương hay ngoài ngõ, trên các nẻo đường, từ thành thị đến tận vùng thôn quê hẻo lánh. Bạn phải thực sự trở về đời sống chính mình bằng cách đi theo Phật, đi theo Pháp, đi theo Tăng. Đi theo Phật là bạn đi theo tự tánh thành Phật vốn sẵn có trong tự thân của bạn. Chỉ có như vậy thôi, bạn mới diện kiến, mới đảnh lễ, mới thân cận, và trên hết là được chung sống cùng Đức Phật ngay tại cõi lòng mình trong đời sống đầy biến động. Bấy giờ, mọi sự cầu xin, ảo tưởng, ước vọng xa xôi chẳng có ý nghĩa gì. Khi bạn chắp tay kinh cầu trước ngôi Tam Bảo, thì Phật đã ở ngay trong lòng bạn. Nếu có người làm một ác hạnh, rồi quần chúng đông đảo kéo đến cầu xin, cầu khẩn, chắp tay mong rằng người ấy sẽ được sanh thiện thú, thiện giới, thì sự cầu khẩn như vậy là vô ích. Nếu người ấy là một ác hạnh, thì sẽ bị sinh vào địa ngục, đọa xứ, lời cầu xin không thành tựu. Ví như một người nhận chìm một ghẻ dầu vào trong hồ nước rồi đập bể ghẻ dầu ấy, thời số dầu ấy sẽ nổi lên trên mặt nước. Dù cho một quần chúng đông đảo đến cầu xin, cầu khẩn, chắp tay cầu rằng số dầu ấy hãy chìm xuống đáy nước, lời cầu xin ấy tất nhiên không có kết quả, số dầu ấy vẫn nổi lên trên mặt nước. Như vậy, có cầu khẩn, có cầu xin, cũng không có lợi ích gì. Đến đây,
bạn đã tỏ tường về con người Đức Phật. Phật chẳng ở đâu xa, Phật hiện hữu ngay cõi lòng mình. Sống với Phật, ăn cơm Phật, ở nhà Phật thật đơn giản quá dễ dàng. Chỉ cần bạn trải bụng, vét cạn lòng, chung sống với mọi người chung quanh bằng tâm từ bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, thì đêm đêm, ngày ngày đều thấy Phật hiện hữu bên mình. Được như thế, Phật đản sinh trong lòng mỗi người từng giờ, từng phút, qua ánh mắt, nụ cười tràn đầy niềm tin, hạnh phúc và an lạc. Câu chuyện về Đức Phật minh chứng rằng Phật tánh luôn tồn tại ngay trong mỗi con người. Đức Phật không phải là chư thiên hay một thực thể siêu nhiên xa lạ mà là một con người đạt giác ngộ nhờ tu tập. Để sống gần gũi với Đức Phật, chúng ta cần hướng tâm tu tập, sống chân thật, từ bi và buông bỏ chấp ngã. Đức Phật hiện diện qua từng hành động thiện lành của chúng ta và Phật đản sinh trong lòng mỗi người khi sống với tâm hỷ xả và yêu thương vô biên. Điều quan trọng là tuân theo con đường chánh pháp và giữ Đức Phật trong lòng để đạt an lạc và giải thoát giữa đời thường. 8. Vì sao người quân tử không tranh cãi với kẻ tiểu nhân? Người xưa nói, nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, tuy nhiên phải dùng cả đời để học cách im lặng. Khổng Tử có một cậu học trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến thăm Khổng Tử thì gặp một người đang đứng ở cổng nhà. Người khách này ngăn vị học trò lại và hỏi, nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng Thánh Nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi, một năm có mấy mùa? Nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lạy ngài, còn nếu trả lời sai, thì ngài phải bái lạy ta. Vị đệ tử suy nghĩ một lát rồi đáp, xuân, hạ, thu, đông có 4 mùa. Người khách kia cãi lại, sai, có 3 mùa. Vị đệ tử cảm thấy thực sự kỳ quái, nói, rõ ràng là một năm có 4 mùa, sao ngươi lại nói là có 3 mùa? Đúng lúc hai người tranh luận không thôi, Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi, Thánh Nhân, xin ngài hãy phân xử, một năm rốt cuộc là có mấy mùa? Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói, 3 mùa. Vị khách vô cùng đắc thắng, quay sang cậu học trò của Khổng Tử, nói, ngươi nghe rõ chưa? Còn không bái ta một lạy tạ lỗi sao? Nói rồi, người khách đắc chí cười ha hả đi thẳng. Cậu học trò thấy hết sức quái lạ, bèn hỏi Khổng Tử, thưa thầy, một năm rõ ràng là có 4 mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có 3 mùa? Khổng Tử trả lời, con không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm châu chấu chỉ sống có 3 mùa, xuân, hạ và thu, nó đâu có biết mùa đông. Con tranh luận với nó chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao? Vị đệ tử bừng tỉnh, hiểu ra đạo lý cao thâm của Bậc Thánh Nhân. Tranh cãi với người không cùng cảnh giới là việc phí thời gian vô ích. Lão Tử nói, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, nghĩa là người thiện thì không tranh biện, người tranh biện thì không phải thiện. Sự tu dưỡng trưởng thành trong đời một người thể hiện ở việc làm, không phải ở lời nói. Phàm đã là chân lý thì đâu cần tranh biện. Kẻ tiểu nhân nhầm tưởng rằng tranh luận không ngớt là khẳng định được chân lý thuộc về mình. Kỳ thực, chân lý vốn không thuộc về người, mà là đạo của vũ trụ. Việc của người quân tử là dùng tâm tu dưỡng đến cảnh giới của chân lý, gọi là giác ngộ viên mãn. Kẻ tiểu nhân lấy kẻ ngu xuẩn của mình, khăng khăng tranh luận cao thấp với người khác. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết, đạo của Bậc Thánh Nhân là làm mà không tranh. Một trong 3 nguyên lý tu dưỡng tối cao của Phật gia chính là nhẫn. Nhẫn nhịn, không tranh biện, mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người. Phú Bật thời Bắc Tống, khi còn trẻ, đang đi bộ trên đường phố Thành Lạc Dương, thì bỗng nhiên có một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú Bật nói nhỏ, chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kìa. Phú Bật nghe xong liền nói, hình như là mắng người khác đó. Người kia lại nói, người ta còn gọi tên của cậu mà chửi đó. Phú Bật suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ là mắng người khác, rất có thể người đó trùng tên họ với tôi. Sau đó, người mắng chửi Phú Bật nghe được phản ứng của ông, nên thấy rất hổ thẹn và đến xin lỗi Phú Bật. Phú Bật chính là đã hành xử như người quân tử, không tranh biện với kẻ tiểu nhân. Đó không phải là nhu nhược, mà là không để tâm vào những chuyện vụn vặt. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Đời người quá ngắn ngủi và quý giá,
việc cần làm lại quá nhiều, sao phải vì điều khó chịu mà lãng phí thời gian. Hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ thấu một cảnh giới khác của đại trí tuệ. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử giảng, quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn, tạm dịch, bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no, ở không cầu an, nhanh nhẹn minh mẫn trong việc làm nhưng rất thận trọng về lời nói. Lại thêm, quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành, bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh nhạy. Rõ ràng là người xưa xem phẩm chất người quân tử là ở hành động, nói ít làm nhiều, lấy hành động chứng thay vì xảo biện. Có nói cũng lấy khiêm nhường đúng mực, thậm chí im lặng không nói. Kẻ tiểu nhân ngược lại, nói nhiều nhưng chẳng làm gì cả. Thế nên nhân gian mới có câu ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo. Người tài trí biết trân quý thời gian hữu hạn, một khi qua đi không trở lại, nên dốc lòng toàn tâm toàn trí vào công việc, không muốn phí thời gian cho việc tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đấu, hơn thua cao thấp họ đã buông bỏ từ lâu. Kẻ tiểu nhân khoa ngôn xảo ngữ, nhưng thực ra mọi việc đều để người khác làm. Như vậy, tranh cãi với kẻ tiểu nhân há chẳng phải hạ mình xuống bằng họ mà phí thời giờ vô ích sao? Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết. Hàm ý là người thông minh không nhất định là kẻ học rộng, người học rộng lại cũng không nhất định là người thông thái trí huệ. Bởi thứ quyết định trí tuệ của một người không phải ở tri thức tích lũy nhiều bao nhiêu, mà là ở tâm thái, cảnh giới tư tưởng cao bao nhiêu. Kẻ thông minh dùng khoa ngôn xảo ngữ để hùng biện, bậc trí giả ngược lại đã tu dưỡng đến độ hiểu rằng nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí huệ. Vậy há chẳng phải sống trên đời, không cần tranh cãi với kẻ tiểu nhân. Câu chuyện về Khổng Tử và các triết lý của người xưa nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự im lặng và nhẫn nhịn trong đối nhân xử thế. Người quân tử, theo Khổng Tử, không tranh luận với kẻ không cùng tầm nhìn, vì tranh biện với kẻ cố chấp chỉ tổn hao thời gian và làm tổn thương chính mình. Bậc thông thái hiểu rằng chân lý không cần tranh luận, mà được chứng minh qua hành động. Trong cuộc sống, giữ được thái độ điềm đạm, từ tốn trước những lời kích bác hay thị phi là biểu hiện của một người có trí tuệ sâu sắc. Như phú bật không đôi co với kẻ mắng chửi mình, sự nhẫn nhịn ấy không phải là yếu đuối, mà là trí tuệ giúp tâm hồn an tịnh, vượt qua những điều nhỏ nhặt. Người có trí tuệ không để tâm vào những lời hơn thua, mà lặng lẽ hành động để chứng minh bản thân. Chúng ta chỉ cần sống ngay thẳng, trung thực và giữ tâm thanh tịnh, bởi im lặng là một loại trí huệ và nhẫn nhịn là đỉnh cao của sự tu dưỡng. 9. Niềm vui của cha và con gái. Trên xe lửa có hai cha con nhà kia. Người con gái ước chừng 10 tuổi, mặc một chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Người cha mặc một bộ quần áo cũ đã lỗi thời. Khi xe lửa khởi hành, cô bé tỏ ra vô cùng phấn khích, cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Cô nói, bà ơi, chúng ta đang đi qua cánh đồng rau hẹ mà mình thường hay ăn, phải không? Chúng lớn lên tươi tốt quá. Giọng nói của cô bé vô cùng trong trẻo. Rất nhiều người nghe được đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn thử thì phát hiện ngoài cửa sổ không phải là rau hẹ mà là một mảnh ruộng lúa mạch. Đây không phải là rau hẹ đâu. Chúng là lúa mạch dùng để làm bánh bao, người cha sửa lại cho con gái. Sau đó, cô bé lại tiếp tục mô tả đám hoa dại màu vàng, lá màu xanh. Cô nói biển quảng cáo cực lớn là chiếc bảng đen nhỏ. Cha của cô bé không hề tỏ ra tức giận mà luôn mỉm cười sửa lại cho cô. Nhưng điều cô bé nói khiến một phụ nữ ở bên cạnh nhịn không được mà cười lớn. Không ngờ tiểu cô nương này rất xinh đẹp nhưng đầu óc lại có vấn đề. Dù người phụ nữ này đã nói khẽ hết mức, nhưng cha của bé gái vẫn nghe được. Khuôn mặt người cha lúc này thoáng hiện lên sự lúng túng. Một lát sau, người cha lại nở nụ cười chất phác, giống như đang cảm thấy có lỗi. Ông nói, thật xin lỗi. Mắt con gái của tôi trước giờ không nhìn thấy gì. Con bé vừa làm phẫu thuật xong. Đây là lần đầu tiên cháu được tận mắt nhìn ngắm thế giới bên ngoài nên có chút kích động. Hy vọng không làm phiền mọi người. Sau khi nói xong, người cha liền ôm con gái vào lòng, khuyên con nói chuyện nhỏ lại. Cô bé nghe cha nói thì sửng sốt một lúc, cả người sau đó phảng phất u buồn. Cô ủ rũ gục mặt xuống bàn. Có lẽ phát hiện con gái có điều bất thường. Người cha bắt đầu dồn hết tâm sức nói chuyện với con gái. Nhưng mặc cho người cha vừa giả làm ngáo ộp vừa bắt chuyện, người con đã không còn hứng thú.
cứ trầm mặc mãi. Chúng ta thường đoán định một người từ vẻ bề ngoài của họ, vội vàng đánh giá một người ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng việc phán đoán khi không biết rõ về hoàn cảnh của người khác thường sẽ không chính xác và đôi khi còn sai lệch nghiêm trọng. Khi không biết toàn bộ sự việc, không hiểu bản chất vấn đề, thì đừng nên đưa ra bình luận. Bởi điều đó đôi khi có thể phá hủy hạnh phúc của người khác. Chỉ trong chớp mắt, con người 2 tuổi đã bắt đầu học nói, nhưng phải dành cả đời để học cách im lặng. Không nói lời làm tổn thương người khác cũng là một loại tu dưỡng, là một loại lương thiện. Bài học từ câu chuyện này là việc đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài có thể dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng. Cô bé trên xe lửa, mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, vẫn thể hiện sự hồn nhiên và niềm vui khi khám phá thế giới xung quanh. Hành động của người phụ nữ bên cạnh, cười nhạo cô bé, cho thấy sự thiếu thấu hiểu và thông cảm. Câu chuyện nhấn mạnh rằng chúng ta nên cẩn trọng trong cách nhìn nhận và bình luận về người khác, đặc biệt khi chưa hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Hãy học cách im lặng và không nói lời tổn thương, vì đó chính là sự tu dưỡng và lòng tốt trong cuộc sống. 10. Tha thứ cho người khác chính là tự cởi trói cho chính mình. Có câu nhân vô thập toàn, con người không ai có thể 10 phần hoàn hảo. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Khi không thể bao dung cho người khác, bạn cũng đừng mong cầu nhận được sự vị tha từ họ. Có ai dám chắc cả đời mình không từng phạm lỗi, không từng vấp ngã? Không. Và chăng, khi tha thứ cho kẻ thù của mình, cũng chính là bạn đang tự cởi sợi dây trói buộc trong lòng mình. Sợi dây vô hình ấy nếu không cởi bỏ sẽ ngày càng thiết chặt lấy tâm hồn người ta, lâu ngày trở thành một thứ oán khí, uất hận, tạo thành thống khổ tinh thần và vô vàn bệnh tật. Cho nên nói, tha thứ, dung thứ cho người cũng chính là tự cứu mạng mình. Chuyện xưa kể rằng, Sở Trang Vương một hôm tổ chức yến tiệc thết đãi các đại thần. Trong tiệc, gió lớn nổi lên bỗng thổi tắt hết đèn nến. Khi ấy, một quan viên lợi dụng đêm tối kéo áo, chọc ghẹo cung nữ của nhà vua. Người cung nữ ấy giật đứt giải mũ của ông này rồi tâu lên Sở Trang Vương. Muốn thắp đèn nến lên để tìm xem ai là người đã chọc ghẹo mình và xử tội. Nhưng Sở Trang Vương gạt đi và tuyên bố, hôm nay các khanh uống rượu cùng ta mà không say đến đứt giải mũ thì chưa phải là thực bụng vui. Thế là các đại thần văn võ đều giật đứt giải mũ của mình. Nhờ thế mà người trêu ghẹo cung nữ kia không bị lộ mặt nữa. 2 năm sau, nước Sở đánh nhau to với nước Tấn, qua 5 trận kịch chiến. Quân Sở có một võ tướng liều mình, Tả Xung Hữu Đột, không màng sống chết, luôn đi tiên phong. Quân Sở nhờ vậy thắng lớn. Sau này, Sở Trang Vương lấy làm lạ, bèn cho gọi người ấy đến hỏi ngọn ngành. Người ấy bèn thưa, thần chịu nghĩa xưa, đội ơn dày của bệ hạ đã tha cho tội khi quân, vốn mong muốn liều chết để báo đền ân đức bệ hạ. Đến nay thần mới có dịp. Thì ra, tướng ấy chính là Tưởng Hùng, người năm xưa đã trêu ghẹo cung nữ của bệ hạ trong tiệc. Sở Trang Vương quả thực có lòng hảo hiệp, bụng dạ không chút hẹp hòi, nhỏ nhen. Nếu không tha thứ cho Tưởng Hùng lỗi lầm trên bàn rượu đêm hôm ấy, thử hỏi lấy ai là kẻ tiên phong, xông vào mũi tên hòn đạn mà chiến đấu hết mình cho ông. Tha thứ không phải là ban phát ân huệ cho kẻ khác. Tha thứ chính là món quà cho tâm hồn của chính chúng ta. Tha thứ không khó, cái khó chính là người ta có dám buông bỏ tâm hận thù, oán giận hay không. Hận thù bản thân là một con quỷ dữ. Nếu bạn cứ mãi ôm giữ nó trong tâm, chẳng phải là bạn càng tiếp thêm năng lượng và sự sống cho nó sao? Đến một ngày kia, nó sẽ quay lại nuốt chửng bạn. Chuyện này nguy hiểm là thế. Vậy nên, hãy luôn ghi nhớ rằng, tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù thiêu cháy tâm can. Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời. Cái gốc của tha thứ chính là tâm từ bi thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, phải chăng bạn nên luôn nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, nhân hậu. Như thế mới thực là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Cuộc sống không ai hoàn hảo, mỗi người đều có lúc sai lầm. Tha thứ cho người khác không chỉ là cách mở rộng tấm lòng mà còn là món quà cho chính tâm hồn chúng ta. Khi bao dung, chúng ta tự cởi bỏ sợi dây oán hận vô hình, tránh tích tụ thành đau khổ, bệnh tật. Câu chuyện về Sở Trang Vương và Tưởng Hùng nhắc nhở rằng, sự tha thứ không chỉ cứu lấy kẻ phạm lỗi mà còn giúp bản thân chúng ta đạt được bình an nội tâm và tạo cơ hội cho người khác cống hiến. Hận thù chỉ tạo nên đau khổ. Tha thứ là dòng suối tưới mát,
nuôi dưỡng tâm hồn và giúp ta sống bình an, thiện lương. 11. Đắc ý vong hình. Có câu chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ, Sở Vương cùng quần thần vào rừng săn bắn. Hôm ấy, đoàn săn của Hoàng Cung đã thu hoạch được rất nhiều nên quần thần đều rất đắc ý. Bỗng nhiên, từ đâu có một con khỉ xuất hiện, tung tăng nhảy nhót trên cây. Đang lúc vui vẻ, Sở Vương dương cung bắn, nhưng lần nào con khỉ cũng đều nhẹ nhàng né tránh được. Rồi nó lại thản nhiên nhào lộn trên cành. Càng nhìn, Sở Vương càng tức giận, liền ra lệnh cho vị tướng quân tài ba nhất của mình trổ tài. Chẳng ngờ, chú khỉ quá nhanh nhẹn nên ngay cả tướng quân cũng không hạ gục được nó. Khi thấy vậy, con khỉ càng đắc ý. Nó ngồi vắt vẻo trên cành như cười nhạo cả đám quần thần rồi lại nhảy nhót vui vẻ, làm cho cả vua tôi xấu hổ như bị đem ra làm trò hề. Sở Vương phẫn nộ, hạ lệnh cho tất cả binh sĩ cùng bắn ra hàng ngàn mũi tên khiến con khỉ không thể tránh được. Sở Vương nói, con khỉ này chết như vậy là bởi nó tự không biết lượng sức của bản thân, đắc ý quá mức mà quên đi chính mình. Khỉ là loài vật thông minh, nhanh nhẹn, nếu biết lượng sức thì chắc chắn sẽ sống được những ngày tháng ung dung tự tại, có thể trở về vui vẻ với bầy đàn của mình mà không chịu thảm cảnh như vậy. Bất kể việc gì trong cuộc sống, nếu vượt quá giới hạn đều sẽ trở thành việc xấu. Cũng giống như dòng sông dẫn nước tới hai bên bờ ruộng, nếu tĩnh lặng chảy theo dòng thì nó chính là một dòng sông mẹ. Một khi chìm đắm trong lời ca ngợi của người khác, không muốn tiếp tục dẫn nước mà chỉ trực dâng trào cuồn cuộn, hiển rõ uy phong, thì nó sẽ trở thành tai họa cho con người. Lúc đó, hỏi còn ai muốn ca tụng nó? Làm bất kể việc gì cũng vậy, đều không thể nhất thời cao hứng mà vượt quá giới hạn. Như vậy, không chỉ làm tổn hại bản thân mà còn mang tới tai họa cho mọi người. Những người đắc ý vong hình thường dễ quên mục tiêu của bản thân. Ban đầu, họ hiểu rằng cuộc đời là chặng đường dài đằng đẵng, thành công hay không cũng là như vậy. Mỗi thành tích nhỏ bé dù là một bước nhảy vọt, nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường dài gian nan. Người đắc ý vong hình lại coi những gò đất nhỏ trên đường là đỉnh núi chứa châu ngọc mà đứng trên đó dương dương tự đắc. Cũng bởi vậy, họ không thể nhìn thấy ngọn núi cao hơn. Câu chuyện về Sở Vương và con khỉ nhắc nhở rằng đắc ý quá mức, không biết lượng sức mình, dễ dẫn đến hậu quả đau đớn. Con khỉ chết vì đắc ý, vượt qua giới hạn của bản thân và gây sự với những người quyền lực hơn. Tương tự, con người trong cuộc sống cũng vậy, khi quá tự mãn và bị cuốn vào những lời khen ngợi, ta có thể quên mất mục tiêu dài hạn của mình. Điều này khiến ta dễ tự mãn với thành công nhỏ, không nhìn thấy những thử thách lớn hơn phía trước. Như dòng sông nếu yên bình sẽ đem lại lợi ích cho con người, nhưng nếu vượt quá giới hạn sẽ gây lũ lụt tai hại. Bài học ở đây là khiêm nhường và biết tự giới hạn, để không chỉ tránh gây tổn hại cho bản thân mà còn giữ gìn được thành công và sự an yên trong cuộc sống. 12. Ý nghĩa, yếu tố huyền sử trong lịch sử đản sinh của Đức Phật. Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người. Nhờ công tu tập tự thân, Ngài đã chứng đạt quả vị giác ngộ. Suốt 45 năm thuyết giáo độ sinh, Ngài trở thành con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời. Chính cuộc đời Đức Phật vĩ đại như thế đã khiến cho yếu tố huyền thoại khi Ngài đản sinh đi vào tâm thức nhân loại như là một huyền sử thiêng liêng, nhằm tạo ra những dấu ấn tâm linh ngay từ khi con người bắt đầu cất bước tìm về miền đất an lạc. Thế nên, hàng năm, Phật giáo đồ trên khắp cõi hành tinh này đều hân hoan đón mừng đại lễ khánh đản với lòng tôn kính. Mục đích cuối cùng là để phô diễn tận cùng hình ảnh Phật đản sinh qua những yếu tố huyền sử, hóa thân từ huyền thoại có xuất xứ từ kinh tạng, được xem như là những tác phẩm văn học Phật giáo. Đó là mô thức Phật đản sinh được giới Phật giáo đồ trình bày bằng hình ảnh Ngài từ cung trời Đâu Xuất, cưỡi con voi trắng sáu ngà, hiện xuống ứng mộng với Hoàng hậu Ma Gia. Sau đó, Ngài thị hiện giữa cuộc đời, khi mẫu thân giơ tay viên cảnh vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni và liền cất bảy bước chân, hóa hiện trên bảy đóa hoa sen diệu kỳ. Ngài dõng dạc tuyên bố như là một thông điệp giải thoát với âm vang rung động trời đất, trên trời dưới đất, duy ta là độc tôn. Rõ ràng, các yếu tố huyền sử xuất phát từ những huyền thoại trong kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, A Hàm cũng như kinh Đại Bồ Ních Ia, đã khiến lịch sử đản sinh của Ngài, từ con người bình thường trần thế, hóa thân trở thành một con người phi thường. Ngài sống mãi trong tâm thức nhân loại với lòng tịnh tín bất động đối với Như Lai. Các bài kinh có tính văn học từ khi ra đời đã gắn liền với huyền thoại. Suy cho cùng, huyền thoại là một kho tư liệu quý giá, nằm trong ký ức nhân loại,
trở thành vô thức tập thể, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các nhà trước tác sử dụng yếu tố huyền thoại như một biểu tượng, ẩn dụ để nói lên ý nghĩa của tác phẩm đằng sau ngôn ngữ diễn đạt cụ thể, sinh động. Huyền thoại được sử dụng để đi vào cõi vô thức của nhân vật, hóa hiện thật phi thường, tạo ra tính liên lạc trên văn bản. Dù ở các nền văn hóa khác nhau, thông điệp này vẫn có thể được hiểu như là tiếng nói chung của nhân loại. Tuy nhiên, tùy vào tính chất tác phẩm, trong quá trình sáng tác, các nhà trước tác có thể biến cải, chuyển đổi huyền thoại thành huyền sử để gia tăng giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Không có gì ngạc nhiên khi nhìn nhận voi trắng sáu ngà là biểu tượng của Bồ Tát thanh tịnh với muôn hạnh cứu đời. Voi tượng trưng cho sức mạnh, luôn hướng về phía trước. Sáu ngà càng đặc biệt hơn vì thực tế không có voi sáu ngà, nhưng đây là hình tượng Bồ Tát thành tựu lục độ ba la mật. Voi trắng là hình tượng Đức Phật hóa thân, ngài chính là Bồ Tát hộ minh từ cung trời Đâu Xuất, cưỡi voi trắng sáu ngà ứng mộng với Hoàng hậu Ma Gia. Sau đó, bà mang thai và sinh ra ngài. Khi đản sinh, ngài không như những con người bình thường, mà được hóa hiện bằng hình tượng siêu thực, sống động. Như kinh Hy Hữu Vị Tạng Hữu Pháp mô tả, khi Bồ Tát sinh ra, ngài đứng thẳng, mặt hướng về phía bắc, bước đi bảy bước, được một đám mây trắng che chở. Ngài tuyên bố, ta là bậc tối thượng trên đời, đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sinh. Hình tượng siêu thực của Phật đản sinh xuất phát từ hiện thực, mỗi bước đi của Đức Phật là mỗi bước làm hiện hóa hạnh nguyện từ bi, trí tuệ, đem tình yêu và hạnh phúc cho muôn loài. Kinh điển diễn tả ngài như hoa sen sinh ra trong bùn, mọc lên trong bùn mà không bị ô nhiễm. Đức Phật cũng thế, sinh ra và lớn lên trong đời nhưng không nhiễm mùi đời. Hoa sen biểu tượng cho hình ảnh của ngài. Phật là hoa sen là Phật. Khi ngài sinh ra, bước đi trên bảy đóa hoa sen là hình ảnh biểu đạt con đường đi đến thăng chứng qua bảy giai trình tu tập, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, chính là con đường đưa ngài đến thành tựu vô thượng bồ đề. Bảy đóa hoa sen cũng biểu trưng cho bảy vị Phật thị hiện để giáo hóa chúng sanh. Lời tuyên bố thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn là minh chứng cho quá trình tự thân tu tập, hành trì, chứng ngộ đạt quả vị niết bàn cao quý nhất mà Đức Thế Tôn đạt được. Nếu không thành tựu trí tuệ vô thượng và giải thoát niết bàn, con người sẽ bị tác động bởi sự biến hoại của luật vô thường, chẳng có gì cao quý. Sự chứng ngộ chân lý mới là cao quý nhất, không bị chi phối bởi bất kỳ quy luật nào. Thời kỳ Đức Phật đản sinh là thời kỳ triết thuyết Bà La Môn giáo thịnh hành trong xã hội Ấn Độ. Theo Bà La Môn giáo, Phạm Thiên là thần chủ, sinh ra muôn loài. Đức Phật thị hiện ở đời để bác bỏ quan điểm truyền thống đó. Ngài sinh ra không phải từ Phạm Thiên mà từ kết quả nghiệp lành và công hạnh đã tạo lập nhiều đời nhiều kiếp trong sự nỗ lực tu hành thành tựu Niết Bàn. Sự kiện Phật đản sinh diễn ra trong bối cảnh hào quang chiếu rọi, kỳ diệu và muôn ngàn thế giới, nhằm minh chứng rằng thế giới giải thoát là có thật. Nó có tác động mạnh mẽ, chuyển hóa tâm thức chúng sanh muôn nơi, cho những ai biết hướng tâm tu hành thành Phật. Ngài tuyên bố, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đạo Phật là đạo đến để thấy, để tu hành, để thành Phật. Phật đản sanh hôm nay là Phật đản sinh trong lòng. Khi chúng ta cất tiếng kinh cầu, sống theo lời Phật dạy, từng bước nở đóa hoa sen hướng về miền đất an lạc. Bài học từ câu chuyện về đản sinh của Đức Phật là sự nhắc nhở về sự giác ngộ, sức mạnh từ bi và trí tuệ. Đức Phật sinh ra không phải từ quyền năng thần linh, mà nhờ sự tu tập và nỗ lực vượt qua khổ đau để đạt đến giác ngộ. Hình ảnh Đức Phật bước đi trên bảy đóa hoa sen tượng trưng cho con đường tu tập dẫn đến sự giải thoát. Huyền thoại về cuộc đời ngài không chỉ là câu chuyện thiêng liêng, mà còn là lời khuyến khích mọi người tự giác ngộ, vượt qua vô thường và kiên định trong hành trình tìm kiếm chân lý. Đó cũng là sự nhấn mạnh về lòng từ bi và trí tuệ trong việc đem lại hạnh phúc cho muôn loài, sống trong cuộc đời mà không nhiễm mùi đời, như hình ảnh hoa sen thanh khiết giữa bùn lầy. 13. Giữ miệng phải kín, ý niệm đề phòng phải chặt chẽ. Miệng là cửa của tâm. Nếu không kiểm soát được những điều nói ra từ miệng mình, thì sẽ để lộ rất nhiều điều cơ mật. Ý nghĩ là đôi chân của tâm. Nếu đề phòng ý nghĩ không nghiêm, thì nó sẽ đi theo con đường tà ác. Học trò của Khổng Tử là Tử Lộ hỏi thầy, đại phu nước Lỗ nằm ngủ trên giường trong thời gian chịu tang 27 tháng sau khi cha mẹ mất thì có lễ nghĩa không? Khổng Tử nói, ta không biết.
Tử Lộ đi ra nói với Tử Cống, ta cho rằng thầy chẳng biết gì, vẫn còn một số lễ nghĩa thầy không biết. Tử Cống nói, tôi đi hỏi thầy giúp anh. Tử Cống hỏi Khổng Tử, thưa thầy, chịu tang, ngủ trên giường có phải lễ không? Khổng Tử nói, điều đó không phải lễ. Tử Cống đi ra nói với Tử Lộ, anh nói thầy có một số điều không biết sao? Thầy vẫn là người uyên bác, chỉ vì anh hỏi không đúng theo quy định của lễ tiết. Sống với đại phu không nên nói những việc đại phu làm đúng hay sai. Phải biết đề phòng ý nghĩ nghiêm ngặt, giữ mồm giữ miệng. Thầy không muốn vì điều này mà phản bội lễ nghĩa. Bài học từ câu chuyện này là sự cần thiết của việc kiểm soát lời nói và ý nghĩ. Miệng là cửa của tâm, lời nói ra phải được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh để lộ những điều không nên. Ý nghĩ cũng cần được đề phòng nghiêm ngặt, bởi nó có thể dẫn ta đến sai lầm nếu không kiểm soát. Khổng Tử dạy rằng, đối với những vấn đề nhạy cảm, cần giữ sự thận trọng, không nên đánh giá hay bàn luận đúng sai một cách tùy tiện, đặc biệt là khi liên quan đến lễ nghĩa và phẩm hạnh. Điều này giúp chúng ta duy trì sự tôn trọng, không để những lời nói hoặc suy nghĩ thiếu thận trọng làm tổn hại đến giá trị đạo đức của mình. Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta đều đối diện với những khó khăn và thử thách. Qua những triết lý cổ nhân, chúng ta không chỉ học được cách đối nhân xử thế, mà còn tìm thấy những giá trị sâu xa, giúp bản thân trở nên khôn ngoan và bình thản hơn trong hành trình cuộc sống. Mỗi câu chuyện, mỗi bài học từ cổ nhân đều như những ngọn đèn soi sáng, giúp ta thấu hiểu rõ hơn về cuộc đời và con người, để từ đó có được một tâm thế vững vàng trước sóng gió. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Lời Dạy Cổ Nhân. Rất mong những gì chia sẻ sẽ mang lại cho các bạn những giá trị bổ ích, giúp mỗi người có thêm động lực và niềm tin trên hành trình của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để có thể cùng nhau chia sẻ và tiếp tục khám phá nhiều hơn nữa những triết lý cuộc sống sâu sắc. Chúc các bạn có một ngày thật ý nghĩa, bình an và trọn vẹn bên gia đình và người thân.